Xin chuyển sang tiểu mục quyết thắng đại dịch. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 10 đến 18 giờ ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 10 đến 18 giờ ngày 2 tháng 10, thành phố Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới, đều liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Như vậy, tổng số ca mắc tại thành phố Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 3.997 ca. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật hướng dẫn tổ chức giao thông, trong đó chỉ rõ 8 trường hợp được đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố và chỉ được lưu thông liên tỉnh trong 8 trường hợp cụ thể, gồm hoạt động vận tải hàng hóa, người đi khám chữa bệnh, người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh, thành phố khác trở về thành phố, người dân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp cấp bách, người từ các tỉnh, thành phố khác đến Thành phố Hồ Chí Minh trong một số trường hợp cấp bách, vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố về Thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển người dân có nguyện vọng về quê về các tỉnh thành khác theo kế hoạch và lưu thông đến đi từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ tối qua đến chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ hơn 6.000 người dân, chủ yếu là công nhân lao động ở trọ trên địa bàn, về quê các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên. Để hỗ trợ người dân về quê an toàn, tỉnh Đồng Nai đã chia thành 3 đoàn về miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên. Ở mỗi đoàn, lực lượng công an bố trí xe chuyên dụng đi theo dẫn đường hỗ trợ người dân. Hàng nghìn người dân tụ tập gần chốt cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Đồng Nai với Bình Dương trong tối ngày 1 tháng 10, cũng đã được hỗ trợ qua chốt về quê. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các địa phương hỗ trợ người dân các tỉnh, thành phố về quê phải bảo đảm phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng người dân phải chờ đợi các thủ tục phức tạp kéo dài. Chiều ngày 2 tháng 10, 136 công dân đang sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh được tỉnh này hỗ trợ đưa về đến Đắk Lắk. Những công dân trở về tỉnh Đắk Lắk lần này theo tình huống phát sinh khi họ đang gặp rất nhiều khó khăn tại tỉnh Tây Ninh và có nguyện vọng cấp thiết phải về Đắk Lắk. Sau khi trở về Đắk Lắk, toàn bộ 136 người đã được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả 136 mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Vừa qua, tỉnh Quảng Nam xuất hiện hơn 100 ca mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc. Thị xã Điện Bàn đã cho thấy là còn nhiều lỗ hổng trong công tác giám sát thực hiện các quy định an toàn phòng chống dịch. Và để kiểm soát dịch hiệu quả, thì tỉnh đã tăng cường chống dịch trong các khu công nghiệp nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho công nhân, người dân địa phương và không làm đứt gãy chuỗi sản xuất. Giữa tháng 9 năm 2021, tỉnh Quảng Nam ghi nhận ổ dịch COVID-19 trong khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với hơn 50 ca mắc tại 5 doanh nghiệp. Sau 18 ngày thần tốc truy vết áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh xét nghiệm cho toàn dân, thị xã Điện Bàn ghi nhận 101 ca mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp này. Chúng tôi tiến hành ngay cái việc tầm soát diện rộng trên toàn bộ các hộ dân cư và các đối tượng trong vùng phong tỏa, vùng cách ly một cách khẩn trương, với được đào khoảng 40.000 hộ được kiểm tra. Và sau 5 ngày thì chúng tôi làm tiếp khoảng 60.000 hộ. Cho đến hiện nay thì không có ca F0 trong cộng đồng. Để ngăn dịch quay trở lại, ngoài việc tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho hơn 23.000 công nhân tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, ngành chức năng của tỉnh còn tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi đã quán triệt cho tất cả các doanh nghiệp là nghiêm túc thực hiện việc 5K, tiếp tục thực hiện các cái biện pháp trong phương án 115 của Ban chỉ đạo phòng chống của cấp tỉnh, mà triệt để là vấn đề thực hiện cái một cung đường hai điểm đấy, thực hiện các cái cam kết giữa doanh nghiệp với công nhân, giữa doanh nghiệp với ban quản lý để đảm bảo là công tác phòng chống dịch triệt để. Hiện nay Quảng Nam có thể nắm bắt được diễn biến về dịch tễ cũng như có cái biện pháp cách ly, xét nghiệm và thực hiện cái phân vùng một cách phù hợp nhất. Đã có cái sự phối hợp rất là tích cực giữa các cái doanh nghiệp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành của tỉnh để sớm xử lý các cái tình huống dịch phát sinh xảy ra ở tại khu công nghiệp cũng như về địa bàn ở khu dân cư. Tất nhiên vẫn có bộc lộ một vài cái nhược điểm thì sẽ được hiệu đính lại, sẽ hoàn chỉnh trở lại trong cái thời gian sắp tới. Để bảo đảm sức khỏe cho người lao động và không làm đứt gãy chuỗi sản xuất,
tỉnh Quảng Nam cần tăng cường hơn nữa việc giám sát, thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19, đến 12 giờ trưa ngày 2 tháng 10, cả nước có trên 43,8 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng. Riêng ngày hôm qua thì cả nước tiêm 777.256 liều vaccine. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, tính theo số mũi tiêm trên số vaccine được cấp theo quyết định. Cập nhật đến trưa ngày 2 tháng 10 là Bình Định, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Phước, Yên Bái, Đồng Tháp, Lào Cai, Phú Thọ và Bắc Ninh. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, tính theo số mũi tiêm trên số vaccine được cấp theo quyết định, cập nhật đến trưa ngày 2 tháng 10 là Bắc Cạn, Kiên Giang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, Quảng Ngãi, An Giang, Hậu Giang và Lai Châu. Đến nay, Việt Nam đã tiếp cận khoảng gần 60 triệu liều vaccine các loại và hiện đã phân bổ khoảng hơn 56 triệu liều. Mới đây, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 7 lô vaccine phòng COVID-19 Hayatvax sản xuất tại Junfa, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vaccine Hayatvax đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 10 tháng 9 vừa qua. 7 lô vaccine tương đương với 1 triệu liều vaccine Hayatvax đã được Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimax nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Theo kết luận của Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, 7 lô vaccine này đạt yêu cầu về thử nghiệm kiểm định theo tiêu chuẩn đăng ký của nhà sản xuất được Bộ Y tế phê duyệt, đạt yêu cầu về kiểm soát, hỗ trợ xét hồ sơ và bảo quản dây chuyền lạnh trong quá trình nhập khẩu, được phép xuất xưởng. Thưa quý vị, qua ngày đầu tiên triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, thì đã có trên 3.500 người lao động được nhận tiền hỗ trợ với kinh phí đạt hơn 10 tỷ đồng. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngay trong ngày đầu thực hiện, đến 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, tại 20 trên 63 tỉnh, thành phố, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng. Đồng thời, có 137.826 người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022, cho khoảng 4.435.184 người lao động với tổng số tiền gần 3.470 tỷ đồng. Thưa quý vị, điều trị bệnh COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến, các y bác sĩ không chỉ giúp điều trị cho bệnh nhân về mặt bệnh lý, tổn thương tới sức khỏe thể chất, mà còn phải giúp cho người bệnh vượt qua những khó khăn, những ảnh hưởng về mặt tâm lý. Bởi tâm lý thì sẽ quyết định đến vấn đề bệnh lý. Do vậy thì đã có nhiều những sáng kiến được triển khai tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 cải thiện vấn đề tâm lý. Sau đây thì mời quý vị khán giả hãy cùng đến thăm Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp tại quận 8, ở nơi đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19. Ước nguyện của bản thân mình muốn được về nhà với gia đình, dịch bệnh mau được chấm dứt. Tôi mơ ước cho người thân mau khỏe lại. Tôi mơ ước cho tất cả bà con mau khỏe mạnh và mơ ước mau qua hết bệnh dịch. Đó là những lời nguyện ước từ các y bác sĩ, cán bộ y tế, những bệnh nhân và cả những người nhà bệnh nhân đang trực tiếp chiến đấu với căn bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Điều trị bệnh COVID-19 thì không chỉ là điều trị về mặt bệnh lý mà còn điều trị về tâm lý cho những người bệnh. Và cây ước nguyện này đây thì chính là một trong các liều thuốc hữu hiệu để mà giúp cho bệnh nhân có thể sớm được tự tin, yên tâm điều trị cũng như là phục hồi. Hai cây ước nguyện được trang trí rực rỡ ngay giữa khuôn viên khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19. Cái nơi mà gửi những tâm tư, những nguyện vọng và mong ước của bệnh nhân và cũng như thương nhân bệnh nhân để mau chóng bình phục, và cũng là nơi gửi những cái mong ước nguyện vọng của đội ngũ y bác sĩ để chúng tôi làm sao giúp cho tốt nhất cho bệnh nhân mau chóng hết bệnh và đẩy lùi bệnh tật. Mỗi tấm thẻ treo trên cây không chỉ gửi gắm những tâm tư, những mong ước, mà đó còn là sự lạc quan, là niềm hy vọng của những con người đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh nơi đây.
Rất là nhiều bệnh nhân đã treo những cái ước nguyện lên, và những bệnh nhân đó ước nguyện họ đã được đáp ứng và họ đã lành bệnh và được về nhà. Ở cây đức nguyện này thì tôi ước nguyện cho bà con toàn thế giới thì có bệnh đừng nên sợ, cố lên, phải vươn lên, giỡn hết, cười vui, đặng cho mối tai qua nạn khỏi. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của đội ngũ các y bác sĩ, thì chính những sự lạc quan, yêu đời và niềm tin gửi gắm trong từng lời nguyện ước cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp các bệnh nhân vượt qua cơn bạo bệnh.